Xin chào tất cả các bạn. Đêm nay đã là đêm thi cuối cùng của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Và trong suốt 10 đêm thi của chúng ta đã cùng nhau trải qua rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Và các bạn thí sinh đã mang đến cho chúng ta rất là nhiều màn trình diễn hết sức ấn tượng. Và tại một sân thi đấu lớn như vậy, các bạn thí sinh sẽ còn mang đến nhiều điều thú vị hơn nữa với ba chủ đề chính là nước, lửa và gió. Hiện tại thì mọi người ở đây đang rất là chuẩn bị gấp rút cho đêm thi tối nay. Và các bạn hãy cùng theo Can vào bên trong để xem các bạn thí sinh đang làm gì nhé. Thấy phun lửa rất là điêu luyện thì không biết là cảm giác phun lửa như thế nào. Cái cảm giác phun lửa rất là khủng khiếp. Mình phải ngậm cái dầu hỏa ấy, nó rất là mùi và nó rất là nhớt á. Mỗi khi mà mình thổi ấy thì cái dầu nó trào ra ngoài ấy, rất là ghê. Có bị nóng không? Có là bây giờ bị phỏng hay là bây giờ chưa? Chưa. Sự cố. Cũng vừa mới tập thôi thì có bị cháy xém tí lông bởi vì lúc mà cầm cái quạt á. Còn phun lửa này thì không, cũng thoải mái thôi nhưng mà nó hơi khó lúc mà đẩy ra mặt. Nếu mà không đúng hướng gió cái là nó bạc vô mặt luôn đúng không? Lúc đó không còn xoái ca nữa. Không còn là xoái ca nữa. Chào Tiên, thì đêm nay là đêm thi chung kết thì không biết là em và đội của mình đã chuẩn bị gì cho phần thi và quá trình luyện tập ra sao và có gặp khó khăn gì hay không? Vì được biết là chủ đề tuần này rất là khá đặc biệt. Bọn em phải chuẩn bị 3 bài, 2 bài thi và 1 bài diễn. Thì trong đó một bài là sẽ kết hợp với lại màn hình hiệu ứng. Thì cái này sẽ rất là đặc biệt. Tiên sẽ đóng vai thần gió và mọi người sẽ thấy cái bài này nhìn rất là hoành tráng. Hoặc cái bài thứ hai là bài nhạc Việt Nam. Cũng là một bài hát rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Và anh Ngọc Tân và mình đã biên đạo ra một cái kịch bản rất là thú vị. Nên hy vọng mọi người hãy đến xem hoặc là theo dõi trên TV thì có thể thấy được hai tiết mục mà mình và Tiên và anh Tân đã hết sức tập luyện và đầu tư. Chủ đề tuần này thì mình sẽ diễn một bài sở trường và một bài với cả đạo cụ bắt buộc. Thì mình và chị Lịch đã chọn đạo cụ lửa. Và khi mà tập cái bài lửa này thì rất là nguy hiểm bởi vì những cái động tác múa của mình mà không cẩn thận thì lửa sẽ rất dễ bám vào tay và có thể làm cháy hoặc là bỏng da của mình. Mình đã dành tặng cho Sơn một bài, có nghĩa là bài này nhạc của mình rất là thích luôn. Mình không có nói với Sơn nhưng mà mình cũng mong là đến với cuộc thi này thì Sơn cũng sẽ là người chiến thắng. Mình tặng cho Sơn một bài lửa thì bài nhạc đó nó có ý nghĩa là nó giống như là một khúc mà dành cho những người chiến binh mà khi chiến thắng trở về. Thì mình muốn, nói chung là vẫn mong là Sơn sẽ chiến thắng, nhưng mà các đối thủ của Sơn thì cũng rất là mạnh, nên là mình chỉ mong là Sơn sẽ có một kỷ niệm thật là đẹp. Thực ra khi mà nghe cái thể loại mà mình phải nhảy là nhảy với nước thì rất là hợp với Huyền Thanh. Là không hiểu sao thì về cái phái nữ thì Huyền Thanh rất là uyển chuyển và rất là phụ nữ, cho nên phụ nữ cần sự mềm mại cũng như sự đầm thấm của nước, cho nên Quang Đăng cảm thấy chọn với nước là hợp với Huyền Thanh nhất. Cũng một phần là Quang Đăng không biết bơi nhưng mà Quang Đăng nghĩ là nước nó cũng sẽ hợp với lại Quang Đăng Huyền Thanh. Còn bài còn lại thì ngay từ đầu chương trình, sau khi mà nhảy bài về cha thì mình cũng có nói nguyện vọng của mình là mình muốn tặng một bài về mẹ. Đăng thì cha của Đăng cũng đã mất và người mẹ của Đăng thì cũng đã một mình nuôi Đăng rất là vất vả, thì Đăng cũng muốn là tặng cái bài này cho mẹ của Đăng. Vậy đây là cái bài mà bọn mình làm chung với nhau để tặng cho đấng sinh thành của hai bên. Nói chung bọn mình dồn công sức rất nhiều cho hai bài này, chỉ hy vọng là đêm chung kết bọn mình đang ở cái phong độ cao nhất để có thể thực hiện được tốt phần thi để tặng cho các bậc sinh thành. Được biết là đội của mình được lọt vào vòng 3 chung kết thì lọt vào top 3 chung kết thì không biết là cảm giác các em như thế nào?
Khi mà được biết là đội em được lọt vào top 3 chung kết thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, và cảm thấy là cái thành quả mà mình cả nhóm nỗ lực rất là xứng đáng và thật sự rất là vui ạ. Thế khá là bỡ ngỡ và ngạc nhiên, bởi vì mình nghĩ là cái số cân của mình thì nó đã về cái mức mà cho phép rồi, và mình nghĩ là chỉ có thừa một xíu thôi. Và mình nghĩ là đến cái tập 10 thì chắc là mình không còn giảm nhiều cân nữa, và chắc là mình sẽ dừng lại đấy thôi. Nhưng mà thật bất ngờ khi mà cái điểm số của mình được ban giám khảo cho là 5 con 10 và 1 con 9, và điểm giảm cân của mình là 0.9%. Mình đã được lọt vào chung kết và mình cảm thấy rất là bất ngờ và cũng rất là vui, và cũng nghĩ là đây là một cái phần thưởng, để đây là một cái động lực để mình cố gắng hơn vào trong đêm cuối cùng này. Không nghĩ là mình đi sâu được như thế. Ngay cả một số người mà trong chương trình đến mãi sau này thì mọi người mới tâm sự với mình là họ không nghĩ là mình đi xa thế, bởi vì là cái cơ địa của mình khi bác sĩ khám ban đầu thì bác sĩ cũng bảo là do là mình đã sinh hai bé nên cái cơ địa cũng rất là khó giảm cân, nên cũng không nghĩ là đến bây giờ mình chạm được cái mốc là gần 20 cân là thực sự nó là một sự nỗ lực rất là lớn của bản thân mình rồi, và của cả bạn partner là bạn Đăng nữa. Và khi mà lúc mà chỉ còn mình và bạn Thảo, lúc mà đang chờ nghe kết quả để vào top 3 thì lúc đấy mình đã có quay sang nhìn Đăng và ôm Đăng, vì lúc đấy mình thực sự mình nghĩ là mình và Đăng đã bị loại rồi, nhưng không ngờ là bọn mình đã được chọn. Lúc đấy là niềm vui òa vỡ luôn. Suốt quá trình thi thì chắc chắn là sẽ xảy ra nhiều chuyện, thì không biết là em có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất đối với đồng đội hoặc là chương trình này? Kỷ niệm thì có rất là nhiều, và biết kể cái gì bây giờ nhỉ? Mà thôi để em kể sau đi, em không kể đâu. Sao vậy? Nhiều cái nào không biết kể cái gì bây giờ. Quá trình mà tham gia chương trình có rất nhiều kỷ niệm. Có những lúc mà chúng mình được ban, mình vẫn nhớ những cái tuần đầu thì được gặp, được tham gia những cái thử thách chướng ngại vật về các hoạt động thể lực. Mình nhớ được đấy rất là mệt, nhưng mà cũng rất là vui khi mà những lúc mà thí sinh ngã thì nâng đỡ và cùng nhau dìu nhau về đến đích, rất là vui. Hay là có những lúc mà chúng mình tập bị áp lực, bị mệt mỏi thì về nhà cũng luôn động viên nhau và luôn nô đùa với nhau. Mà mình vẫn nhớ thi thoảng ban tổ chức cũng hay mua hoa quả, hay hỏi han động viên mình, và làm cho cái tâm lý thí sinh nó được thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Và mình nghĩ đây là cái chương trình thực tế mà phải thi đấu khắc nghiệt, nhưng mà các thí sinh ở với nhau thì rất là vui vẻ, thoải mái, không hề có khắc nghiệt hay là không hề có sự cạnh tranh nhau cả. Chị em sẵn sàng giúp đỡ nhau giảm cân, giúp đỡ nhau hoàn thiện bài nhảy tốt hơn. Điều đó điều rất là vui, và mình nghĩ là ít có chương trình thực tế nào mà có được điều đó. Kỷ niệm đáng nhớ, có một kỷ niệm rất đáng nhớ mà chưa bao giờ mình nói. Đó là Đăng tập với mình thì Đăng rất là hay đi trễ, nhưng mà một điều đặc biệt là mình cứ vào nhà vệ sinh một cái là Đăng xuất hiện y như rằng là như vậy, lần nào cũng thế. Đến mức mà có những lần mà chờ mãi không thấy Đăng đâu, mình phải làm như kiểu làm phép ấy, bảo là thôi phải vào nhà vệ sinh để xem. Y như rằng vừa vào nhà vệ sinh thì Đăng nhắn tin, Đăng bảo là lại vào nhà vệ sinh rồi phải không? Là mình biết là Đăng đã vừa đến. Thì gọi là thánh nhà vệ sinh. Em hy vọng gì trong đêm thi tối nay của mình? Trong đêm thi tối nay thì em hy vọng là còn một lần cùng đội mình trải hết trên sân khấu, thì em hy vọng là mình sẽ cố gắng hết sức và tỏa sáng trong đêm nay. Dù có kết quả như thế nào thì cũng sẽ rất vui, vì là trong quãng thời gian vừa rồi bọn em được trải nghiệm và tiếp xúc với tất cả mọi người, và ở đây ai cũng rất tốt, và một cái quá trình mà em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, và có những cái nỗi đau, nước mắt hay là những khó khăn, thì đó là những kỷ niệm đáng nhớ ạ. Mình hy vọng là không chỉ mình mà cả hai thí sinh còn lại sẽ cố gắng thể hiện bài nhảy thật tốt, thật đẹp, để làm sao cho khán giả thấy được sự nỗ lực, sự cố gắng và sự xứng đáng của ban giám khảo khi chọn bọn mình vào đêm chung kết này. Do mình cũng nói là mình cũng không nghĩ là mình đã bước sai như thế. Thực ra là đã bước đến vòng này thì ai cũng muốn là mình sẽ đạt được một cái thành tích gì đấy. Nhưng thực sự là khi bước vào đến vòng này rồi thì ai cũng có một những thành công nhất định. Ngay cả bản thân mình thì mình đã, cơ thể mình đã thon gọn và có thể tự tin hơn rất là nhiều. Nếu như mình có một may mắn có thể đạt được thứ hạng cao nhất thì đó là điều tốt. Còn nếu không thì không sao, mình cũng sẽ vui vẻ để chúc mừng chiến thắng của hai em. Bởi vì là trong nhà chung thì ba bọn mình đều yêu quý nhau như những chị em ruột, và ai chiến thắng thì bọn mình cũng đều vui cả. Mình hy vọng là không chỉ mình mà cả hai thí sinh còn lại sẽ cố gắng thể hiện bài nhảy thật tốt, thật đẹp, để làm sao cho khán giả thấy được sự nỗ lực, sự cố gắng và sự xứng đáng của ban giám khảo khi chọn bọn mình vào đêm chung kết này. Trước khi đêm chung kết bắt đầu thì bạn có điều gì muốn nhắn gửi đến đồng đội của mình hay là đến với khán giả xem chương trình này? Khán giả hãy ủng hộ,
hãy bình chọn cho tiết mục mà mình yêu thích nhất nhé. Và đừng ngần ngại gì, hãy cầm máy lên, nhắn tin, bình chọn. Và hãy thưởng thức đêm chung kết thật tuyệt vời, thật đẹp của Bước Nhảy Ngàn Cân mùa 1. Trước đến nay thì mặc dù là đang la mắng mình rất là nhiều, nhưng mình biết là cái niềm tin đang đặt vào mình rất là lớn. Vì vậy mình muốn nhắn gửi một điều với Đăng là mình sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của Đăng, và chúng mình sẽ phải cháy hết mình trên sân khấu Đăng nha. Sau hơn 2 tháng đồng hành cùng Bước Nhảy Ngàn Cân, mỗi bạn đều có những cảm nhận của riêng mình, có vui, có buồn, cũng có luyến tiếc. Đêm chung kết sắp bắt đầu, 3 đội với 6 con người tài năng cùng nhau so tài. Một trận chung kết quyết liệt với những màn tranh tài gây cấn giữa các đội. Cùng đón chờ xem ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi năm nay với những màn trình diễn hết sức hấp dẫn trong đêm chung kết sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tối nay thì mình hy vọng là Tiên sẽ hiện được tất cả những gì mà mình tập luyện hết mình và thật sự thoải mái và tự tin. Tại vì thực lực của Tiên, những cái gì mà Tiên làm thì mọi người thật ra những 10 tuần trước đã thấy hết rồi. Bây giờ là ngày cuối cùng thì Lâm chỉ cần Tiên thoải mái và hết mình thôi. Kết quả hiện giờ thì không quan trọng nữa. Quan trọng là sau này Tiên phải tiếp tục theo đuổi nghệ thuật diễn viên mà Tiên thích, rồi tiếp tục hoàn thiện cơ thể mình, thì sau này có thể nhận những cái vai mà lớn hơn, hoành tráng hơn. Ok. Nói chung là luôn luôn nói với Sơn là nhắn một điều là bình tĩnh, không chủ quan và tận hưởng những cái khoảnh khắc trên sân khấu. Tại vì cơ hội đến với mình chỉ có một lần thôi, chắc chắn là Sơn không thể tham gia vào mùa sau rồi, nên là hy vọng Sơn sẽ tận hưởng nhiều hơn là lo lắng. Và hy vọng khán giả cũng sẽ bình chọn cho Sơn nhiều nhiều thì Sơn có khả năng thắng. Đang chỉ hy vọng là ba bạn còn lại nhảy hết sức, hết mình, thành công ở tiết mục của mình, để cho khán giả cũng như là gia đình, bạn bè thấy được là mình nỗ lực và mình cố gắng để đi tới cái đêm chung kết này và cái thành quả mình đạt được là gì. Ngoài ra các bạn khán giả thì Quang Đăng chỉ mong là các bạn bình chọn cho thí sinh mình yêu thích và cảm thấy mình mến mộ thí sinh nào nhất, và thiệt là công tâm. Và đương nhiên nhớ bình chọn Quang Đăng. Đầu tiên thì em xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo cho chúng em một chương trình rất là bổ ích và gặp gỡ được mọi người, em cảm thấy rất là vui. Và điều thứ hai là em xin cảm ơn nhà tài trợ Lick giảm cân an toàn của nhãn hàng Eco đã đồng hành cùng bọn em trong quãng thời gian qua. Và em thật sự em rất là cảm ơn những anh chị, bạn bè, những người xung quanh đã giúp đỡ em trong quãng thời gian cũng không dài nhưng cũng đủ để có những kỷ niệm mà em rất là muốn trân trọng và giữ nó, chắc là mãi mãi em sẽ không quên. Em xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả khán giả đã luôn ủng hộ em trong thời gian qua. Thật sự em rất cảm ơn mọi người, và em hy vọng là tối nay mọi người sẽ cùng đón xem ba bọn em biểu diễn hết mình trên sân khấu và cùng bình chọn cho chúng em nhé. Kính hội trường cuối cùng, và mình cũng muốn nói lời cảm ơn tới chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân đã tạo cho mình một cơ hội được thể hiện niềm đam mê nhảy múa cũng như là khát khao được giảm cân để trở về với vóc dáng bình thường. Cảm ơn các bạn khán giả đã luôn theo dõi ủng hộ cho tất cả 12 thí sinh và đồng hành với chương trình từ đầu đến tới bây giờ. Cảm ơn nhãn hàng Lick giảm cân an toàn đã tài trợ, đã hỗ trợ bọn em rất là nhiều trong suốt quá trình bọn em tham gia cuộc thi. Và cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn mọi người, cảm ơn ban giám khảo đã luôn theo sát chúng em, cho chúng em những lời khuyên, và đặc biệt hơn thì cảm ơn chị Lịch đã luôn đồng hành, đã luôn dựng cho em rất nhiều bài nhảy hay và để lại ấn tượng cho người xem rất là nhiều. Hơn 10 tuần đã trôi qua rồi, và đến thời điểm lúc này thì trong bản thân mình thì tràn đầy lòng biết ơn. Thứ nhất là mình biết ơn về cha mẹ đã luôn ở bên động viên mình và luôn bao dung cho những lỗi lầm của mình. Thứ hai mình cảm ơn chương trình đã tạo
tạo điều kiện cho bọn mình được tham gia một sân chơi tốt như thế này, bởi vì chúng mình được nhảy múa, được học về những kiến thức về giảm cân an toàn. Và nhân đây mình thì cũng xin cảm ơn đến nhãn hàng Lick giảm cân an toàn của công ty dược phẩm Eco đã cùng đồng hành hỗ trợ cùng mình và các thí sinh. Nhờ vậy mà bây giờ bọn mình đều có một sức khỏe tốt hơn, lượng mỡ trong máu bọn mình đều giảm ở mức an toàn, và cơ thể của chúng mình đều đã có thể tự tin để bước lại về cuộc sống đời thường. Mình cảm ơn rất là nhiều.